Chỗ này không tệ, ở đây đi. Mấy người là ai? Đứng im! Đứng im! Đi! Biết điều một chút. Tôi với các người xưa nay không thù không oán, tại sao đối với tôi như vậy? Nói thật với anh, có người bỏ tiền muốn mua đầu anh. Giá tiền cũng không tệ, nên tôi đã nhận vụ làm ăn này. Là ai muốn hãm hại tôi? Tôi không thể nói với anh chuyện này. Giang hồ có quy tắc của giang hồ. Niệm tình anh là người có học, tôi để anh được chết toàn thây. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đại ca, đây là đồ của hắn. Đừng đụng vào đồ tôi! Đừng đụng vào đồ tôi! Dư Tuấn Vinh, con dấu Đường Đức. Bánh hấp đâu? Mấy người muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Có ai không? Có ai không? Dư thiếu gia, tôi đã hứa với người ta không thể nuốt lời. Miếng bánh hấp này đủ cho anh ăn 3 ngày. Đường này thỉnh thoảng cũng có người đi ngang. Anh nghe theo ý trời đi. Các người quay lại! Quay lại! Quay lại! Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Cô ơi! Lão Bá cứu tôi với! Cảm ơn các người! Cứu tôi được không? Bảo Bảo, mau cởi trói cho cậu ta! Cảm ơn! Như thiếu gia, cậu đúng là may mắn. Vốn dĩ chúng tôi đi đường lớn, không đi đường này. Đưa tiền đây, mau lên. Được, được. Đuổi theo cho tôi. Cô Hồng Kiều, đi, đưa đoàn ngựa thả trên núi về. Vẫn còn sớm mà. Không phải anh gấp về nhà sao? Hôm nay chúng ta phải qua thêm một trạm. Đi mau. Ngựa ở đâu vậy? Sau núi. Anh theo tiếng chuông. Theo tiếng chuông sẽ tìm được. Hôm nay tôi làm bữa sáng, để sư muội ngủ chút nữa. Đi mau lên. Thôi để đó đi. Đi mau lên.
Sư muội, tới đây ăn, ăn no rồi lên đường. Phim được dịch, thuyết minh. Tranh thủ ăn, ăn xong chúng ta lên đường. Nè, Dư thiếu gia đâu? Anh kêu cậu ấy đi dẫn ngựa về. Đến giờ vẫn chưa về. Không phải ngựa đều ở đây hết sao? Chắc là bỏ đi rồi. Thiếu gia nhà có tiền, không chịu khổ được. Không giống như chúng ta đâu. Đi rồi thì thôi. Em mau ăn đi. Ăn rồi nhanh chóng lên đường. Nghe kìa, trên núi tại sao lại có tiếng chuông ngựa? Chuông trên con ngựa dẫn đầu đâu rồi? Có lẽ khi ngựa ăn cỏ đã bị rớt. Đến trấn thì làm cái mới, đâu có được. Dòng chuông này của ta được Dương gia ở Hạc Khánh làm. Vua chuông đã mất, đi đâu làm đây? Ta đi tìm. Cha, con đi tìm. Để anh đi. Không sao. Dư thiếu gia, Dư thiếu gia, tôi ở đây, Dư thiếu gia, anh, sao anh ở đây? Tôi vốn định qua đó, nhưng mà cầu gãy rồi, tôi định leo lên, nhưng không ngờ bị treo ở đây. Sao anh không chạy đi? Đi qua đường núi là tới đường lớn đi Côn Minh rồi. Tôi không nghĩ tới. Tôi chỉ muốn đem chuông của lão bá về. Nè, đón lấy. Anh nắm cành cây đó. Trời ơi, anh đúng là ngốc. Hồng Kiều về rồi. Tìm được chuông qua núi rồi. Tìm được rồi. Bảo Bảo, qua đây một lát. Vất vả rồi. Không sao. Bằng lão bá, chuông qua núi này quan trọng với đội ngựa thồ vậy, có nguyên nhân gì không? Trên đường di chuyển có rất nhiều hẻm vực, có vài chỗ chỉ đủ một con ngựa qua. Hai đội ngựa thồ gặp nhau không dễ tránh né, cũng rất nguy hiểm.
Cho nên treo chuông qua núi này cũng để báo đối phương tìm chỗ rộng hơn để tránh nhau. Xong rồi. Xong rồi. Đi được rồi. Em hỏi anh, anh rút cầu độc mộc phải không? Em nói gì? Anh đừng giả ngu với em. Anh muốn hại chết ảnh hả? Anh không muốn hại chết cậu ta. Anh còn nói không? Anh buộc chuông qua núi trên núi cao, kêu ảnh đi dắt ngựa, đợi ảnh qua sông, anh liền rút cầu độc mộc. Vậy chẳng phải anh muốn hại chết ảnh sao? Anh không muốn hại chết hắn. Anh chỉ muốn rút cầu rồi hắn sẽ không còn quay về đây nữa. Nhưng anh nghĩ sai rồi. Ảnh vẫn quay về. Vì muốn đem chuông qua núi về cho cha, ảnh liều mạng leo dách giật kề, kết quả bị treo ở sườn núi. Nếu em không tới, ảnh bị anh hại chết rồi, anh biết không? Sư muội, anh đừng nói gì nữa. Anh đi đi. Đội ngựa thồ không thể chứa người xấu bụng như anh. Sư muội. Thật ra anh chỉ vì em. Anh sợ em bị họ Dư đó gạt. Bọn nhà giàu đó không ai là người tốt. Em tự có mắt. Ít ra ảnh đáng mặt đàn ông hơn anh. Anh đi đi. Sư muội, sau này Bảo Bảo sẽ không vậy nữa. Tha thứ cho anh đi. Dư Công Quán. Hai Diệp. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đại thiếu gia, cậu đừng hù tôi. Cậu là người hay ma? Chẳng phải tôi vẫn yên ổn sao? Đại thiếu gia, đại thiếu gia, cậu chưa chết. Hà Diệp, cha mẹ tôi đâu? Cha tôi sao rồi? Lão gia đã... Tuấn Dinh. Con ơi. Mẹ. Tuấn Dinh. Con ơi. Thiếu gia. Tuấn Dinh. Anh. Thiếu gia. Anh. Tuấn Dinh. Anh tỉnh lại đi. Tuấn Dinh, lúc cha con lâm chung, kêu mẹ giao bàn cờ này cho con. Kêu mẹ nói với con, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được giao nó ra, vì trong này liên quan một báu vật lớn. Tài bảo. Đúng. Khi xưa ông cố con từng cứu mạng một lão ăn mày. Lão ăn mày này lúc gần chết, có lẽ vì trả ơn, tặng ông ấy bàn cờ này. Ăn mày nói, lúc nước Nam chiếu diệt vong, có một tướng quân giấu một kho báu ở một nơi bí mật, dùng hình này để con cháu đời sau lấy ra xây dựng lại nước nhà. Nói cách tìm ra nó được khắc trên bàn cờ này. Chỉ có người tinh thông ý nghĩa thế cờ cửu tử của Bạch tộc
mới có thể thấu hiểu quyền cơ trong đó. Cha con nói, ổng có một bạn tri giao tên Lãnh Như Bân, làm sư đoàn trưởng ở Sương Đô. Ổng tinh thông thế cờ cửu tử. Cha con nói mời ổng tới nhà chúng ta, ở trước mặt mọi người, phá giải bí mật này. Mẹ, mẹ yên tâm. Mấy hôm nay mẹ thấy cứ bất an. Mẹ cứ nghĩ chuyện này nên sớm không nên trễ. Lát nữa mẹ thu dọn đồ cho con, con mau lên đường. Mẹ, anh con mới về còn đang bị thương, để ảnh nghỉ ngơi vài ngày rồi đi. Con à, con thấy sao? Mẹ, Sương Đô ở đâu? Sương Đô hình như ở khu Khang Ba. Phải rồi mẹ, cô gái về cùng con đâu? Cô đi rồi. Tuấn Vinh, trong rương có 100 đồng đại dương và đồ để thay đổi. Đừng để lạnh, cũng đừng để đói. Mẹ, con sẽ đi mau về mau. Lần này con về sẽ không đi nữa, ở bên cạnh tận hiếu với mẹ. Tốt, tốt. Tư Nguyệt, phải chăm sóc mẹ thật tốt. Phim được dịch Thuyết Minh, anh yên tâm. Tại phim TV. Mẹ, con đi đây. Bảo trọng. Bao dây cho ông. Dư thiếu gia, cậu nói xem sao cậu có thể đại nạn không chết hả? Sao vậy? Muốn đi xa hả? Vừa hay, cha tôi muốn mời cậu qua gặp nói chuyện. Đi với chúng tôi. Dẫn đi. Ai dám lên tôi bóp chết hắn. Đứng im. Kêu họ lui xuống. Lui xuống. Tuấn Vinh, mày dẫn đi cho ông. Đi, đi. Mẹ, mẹ bảo trọng. Anh, anh. Anh, anh. Dư Tuấn Vinh, cậu đi đi. Nhóc con cậu với Dương Tư lệnh phu nhân có quan hệ gì? Không ngờ cổ cầu xin cho cậu. Dương Tư lệnh liền thả cậu ra. Cậu đi đi. Dư thiếu gia, Thạch Lựu. Dư thiếu gia, anh mau đi đi. Đêm nay phải rời khỏi Nguy Sơn ngay. Không, tôi phải về nhà một chuyến, báo bình an cho mẹ và em tôi. Anh đừng về nữa. Dương Tư lệnh thả anh ra. Dương Thiên Khanh còn chưa biết. Một khi để hắn phát hiện, chắc chắn không bỏ qua. Anh mau đi đi. Tạm thời đừng về nữa. Tại sao? Anh đừng hỏi nữa. Công chúa nhà tôi hiểu rồi. Là cổ kêu tôi đi đúng không? Không phải, anh đừng hiểu lầm. Thạch Lựu, nhờ cô nói lại với Thu Dân. Tuy cổ cứu tôi, nhưng tôi sẽ không cảm kích. Thiếu gia, anh nghe tôi giải thích. Người đâu? Lên, canh chừng cho tôi.
Phim được dịch, thuyết minh. Mở cửa. Tại phim TV. Trưởng quan, nửa đêm rồi, có chuyện gì? Dương thiếu gia muốn nửa đêm tra hỏi Dư Tuấn Dinh, kêu tôi tới dẫn người đi. Có lệnh của Dương tư lệnh không? Tôi có lệnh của Dương thiếu gia được không? Dư thiếu gia, anh mau đi đi, tôi phải về nữa. Thạch, phu nhân tiểu thư, mau lên xe đi. Được. Hà Diệp, mỗi ngày phải quét dọn Phật đường, nhớ phải dâng hương. Con biết rồi, còn nữa, nếu đại thiếu gia trở về, con nói với nó là chúng tôi đi Côn Minh. Chúng tôi sẽ ở lại nhà của ông chủ ngân hàng Điền Việt Trần Tử Đình tiên sinh. Dạ, kêu nó tới đón chúng tôi. Dạ, con nhớ rồi. Phu nhân, mau đi thôi. Kỳ quản gia, dạ, chuyện trong nhà nhờ hết vào ông. Phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Được, phu nhân đi mau lên. Đi đi, đi thôi mẹ. Cẩn thận, từ từ thôi mẹ. Chúng tôi đi nha. Đi đi. Phu nhân, tiểu thư, mọi chuyện cẩn thận. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Đứng lại. Đứng lại. Các người muốn làm gì? Trả đi. Trả đồ lại cho tôi. Các người muốn làm gì? Mẹ, coi chừng. Muốn trả lại gì? Trả đi. Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây. Tư Nguyệt, chạy đi. Mau chạy đi. Mau lại đây. Buông ra. Chạy đi con. Đứng lại. Đứng lại. Cứu tôi. Cứu tôi. Kệ bà ta, đuổi theo. Cứu tôi với. Đi. Dừng, dừng lại. Có ai không? Cứu tôi. Cứu tôi với. Một quản gia. Tư Nguyệt tiểu thư, một quản gia, ông mau tới cứu mẹ tôi đi. Chúng tôi gặp phải bọn cướp. Phu nhân. Phu nhân ở đâu? Mẹ tôi ở bên kia. Đi mau. Ở ngay phía trước thôi. Một quản gia, ông cẩn thận một chút. Phu nhân. Mẹ. Mau lên. Mẹ. Tư Nguyệt, mẹ, may mắn mà có một quản gia. Một quản gia, thật sự phải cảm ơn ông. Nên làm thôi, nên làm thôi. Dương gia nhà tôi tái phát bệnh tim, sai tôi đi Hỷ Châu bốc thuốc cho ổng. Đúng lúc gặp được phu nhân. Phu nhân, là kẻ nào mà lại dám cướp đồ của bà? Một đám người che kín mặt nên không thấy rõ. Vậy bà có bị mất thứ gì đắt tiền không? Túi của tôi bị bọn chúng cướp đi rồi. Hai mẹ con chúng tôi giờ chẳng còn gì trong tay. Đúng rồi, phu nhân. Hai người định đi đâu? Chúng tôi muốn đi Côn Minh, nhưng giờ cả một văn tiền cũng không có. Như vậy đi, phu nhân. Tôi đưa hai người về thành. Không được. Chúng tôi không thể về thành. Sao vậy? Chúng ta về thành tới báo chuyện này với Dương tư lệnh, để ổng phái binh tới bắt bọn cướp. Vậy một quản gia, ông có thể đưa tôi đi Hạc Khánh không? Tôi đến Hạc Khánh tìm em gái tôi. Tôi sẽ mượn nó ít tiền.
Hạc Khánh hả? Đúng rồi, xa lắm đó phu nhân. Bà coi, Dương gia nhà tôi còn đang chờ tôi đem thuốc về nữa. Đây đây, bà chờ chút. Chỗ này là ít tiền phòng thân của lão mộc tôi. Tôi gửi phu nhân trước. Đây coi như lão mộc hiếu kính với phu nhân. Một quản gia, vậy tôi xin nhận số tiền này. Không có gì, không có gì. Vậy lão mộc xin phép đi trước. Ông đi đi. Được được. Cảm ơn một quản gia. Đi đường cẩn thận. Đi thôi. Đi Tư Nguyệt. Hôm nay trên phố sao náo nhiệt vậy? Có lẽ nhà nào đó rước dâu. Nhà ai rước dâu vậy? Làm hoành tráng quá. Cả con phố đều treo đèn lồng đỏ. Không chừng là thiếu gia của Trấn Trưởng Sa. Đi thôi. Thu Vân, ta không làm mẹ chồng con được. Ta sẽ làm mẹ của con. Ta phải giúp con trang điểm thật xinh đẹp xuất giá. Chị à, sao chị không nói gì? Chị không nỡ để em đi. Chị yên tâm, em sẽ về mà. Đừng an ủi chị nữa. Con gái lấy chồng rồi như nước hắt đi. Sao có chuyện không đi? Thiệt đó, em nói với Tăng Vĩnh Khiêm rồi. Tổ chức hỷ sự xong em sẽ về đây. Vẫn cùng chị kinh doanh quán ngựa. Em không gạt chị chứ? Sao em gạt chị được? Một thời gian nữa em còn định đón cha em tới đây. Vậy Tăng Vĩnh Khiêm đồng ý không? Tăng Vĩnh Khiêm nói chỉ cần em muốn, sao cũng được. Đúng là trang hảo hán. Chị Tư Nguyệt, có một đội ngựa tới nói muốn tìm chị liên lạc nhập hàng. Vậy đi, cô đi nói với họ, hôm nay tôi không rảnh, chị tôi phải xuất giá, kêu họ hôm khác tới. Tư Nguyệt, có người muốn mua giải của chúng ta là chuyện tốt, đi đi. Đi đi. Vậy em đi rồi về ngay. Cô à, tôi có thể hỏi thăm, miếng giải nhuộm bó này là chỗ các cô sản xuất sao? Đúng, là chỗ chúng tôi làm. Tôi thấy trên biển hiệu viết là phường nhuộm Thu Nguyệt. Bà chủ tên Tư Nguyệt sao? Không, chúng tôi có hai bà chủ, một người tên Thu Dân, một người tên Tư Nguyệt. Bây giờ họ ở đâu? Cô tới rồi. Tư Nguyệt. Tư Nguyệt. Anh. Tư Nguyệt. Tư Nguyệt. Anh. Tư Nguyệt. Anh. Tư Nguyệt. Anh. Mẹ đâu? Mẹ. May mà anh còn nhớ ra mẹ. 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 Sao vậy? Mẹ sao rồi? Mẹ đang trang điểm cho chị Thu Vân. Thu Vân đâu?
Hôm nay chị Thu Vân xuất giá, lấy Dương Thiên Khanh. Không phải, chúng ta đều mắc bẫy Dương Thiên Khanh. Cô ở đâu? Cô ở đâu? Quán ngựa gà gáy. Quán ngựa gà gáy ở đâu? Ở bên đó. Anh, đợi em với. Anh Tuấn Vinh. Sư muội, em đi đâu? Anh, đợi em với. Anh Tuấn Vinh. Dương thiếu gia, cậu cũng tới uống rượu mừng của em tôi hả? Đúng là cậu nên tới. Tân lang là thiếu gia của Thổ Ti lão gia, đó là người có quyền có thế, có tình có nghĩa. Thu Vân đâu? Cô đang chải đầu trang điểm bên trong. Đừng vội, mọi người rót chén trà bơ cho Dương thiếu gia uống đi. Thu Vân, cậu gấp gì chứ? Thu Vân. Thu. Tuấn Vinh. Tuấn Vinh. Thu Vân, là em sao? Là em. Tuấn Vinh, em tìm anh cực khổ quá. Thu Vân, Tuấn Vinh, buông ra. Hồng Kiều, cô làm gì vậy? Buông ảnh ra. Khổ trà. Hồng Kiều, cô chính là người tôi nói với cô, Bạch Thu Vân. Thu Vân, Tăng Vĩnh Khiêm, ảnh chính là Dư Tuấn Vinh. Anh biết hắn. Chẳng phải anh đã lấy người khác rồi sao? Anh nghe ai nói? Toàn nói linh tinh. Chẳng phải cô đã lấy con trai Tư lệnh Dương sao? Tôi không có. Hồng Kiều, đây là hiểu lầm. Tôi cũng vừa biết. Tôi suýt nữa là mất cổ rồi. May mà tôi về kịp. Hôm nay là ngày tôi tới rước Thu Vân. Thu Vân là cô gái tôi yêu. Thu Vân, lên ngựa. Cô gái, mời lên ngựa. Để xem các người ai dám. Dừng tay. Ai dám làm càn ở Sa Khê này? Sa Hổ, bỏ đao xuống cho cha. Lui ra. Tam Vĩnh Khiêm, anh qua đây với em. Thu Vân, Tăng Vĩnh Khiêm, là em không tốt. Em luôn tưởng mình có thể quên ảnh. Mãi tới khi ảnh xuất hiện,
em mới biết em không làm được. Thu Vân, Tăng Vĩnh Khiêm anh ôm đầy hy vọng tới, lẽ nào là để đợi kết quả này? Em xin lỗi. Em không có lỗi với anh. Em có lỗi với trái tim anh. Nó đau đớn ra sao em biết không? Em biết nó đau đớn sao không? Thật sự xin lỗi. Anh không cần xin lỗi. Anh cần em. Em biết em đã làm tổn thương anh. Nhưng mà em xin anh, đừng làm khó Tuấn Vinh có được không? Đừng ai hòng đoạt em. Đừng ai hòng làm như vậy. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Mẹ cứ tưởng không được gặp lại con nữa. Mẹ, đừng buồn. Chẳng phải con vẫn ổn sao? Đúng vậy, tốt rồi. Con chào Dư phu nhân. Cô gái này là... Mẹ, cổ là Bàn Hồng Kiều. Cha cổ là đội trưởng đội ngựa Bàn Lão Hải. Cả nhà họ từng cứu mạng con. Cô Hồng Kiều, vậy phải cảm ơn cô rồi. Không cần cảm ơn Dư phu nhân. Đợi con và Dư đại ca thành thân, chúng ta là người một nhà. Con còn chưa gọi người là mẹ chồng. Hồng Kiều, cô Tuấn Vinh, mẹ có nghe người khác nói, nói là con với con gái của trưởng đoàn ngựa. Mẹ, vẫn chưa đâu Dư phu nhân. Con với Dư đại ca bàn rồi, cùng tìm người, đợi tìm được người rồi con và Dư đại ca sẽ kết hôn. Hồng Kiều, trước đây là tôi trách lầm Thu Vân. Bây giờ chuyện đã rõ rồi, không phải lỗi của cổ. Tôi mặc kệ lỗi của cổ hay không, đừng ai hòng cướp anh khỏi tay em. Hồng Kiều, con ở đây làm gì? Theo cha về. Tại sao phải về? Cha, để con giới thiệu với cha. Hai người này là mẹ của anh Tuấn Vinh, còn có em gái ảnh. Chào phu nhân và tiểu thư. Đây là đội trưởng Bàn. Đội trưởng Bàn, đúng là cảm ơn ông đã cứu mạng con tôi. Có điều là... Tôi hiểu. Phu nhân, con gái của Mã Ban chúng tôi tất nhiên không xứng với thiếu gia nhà các người. Tôi vẫn nói vậy ngay. Hồng Kiều, đội trưởng Bàn, ông đừng nói như vậy. Ông và con gái ông từng cứu mạng con trai tôi. Tôi chắc chắn sẽ hết lòng báo đáp. Hãy quên em đi, được không? Thu Vân, anh hỏi em, em có từng yêu anh không? Từng yêu. Đi theo anh. Đi theo anh. Tăng Vĩnh Khiêm, anh là người đàn ông giỏi nhất, nhưng mà vận mệnh luôn trêu ngươi. Lúc anh tới đón em, ảnh đột nhiên xuất hiện. Em thật không biết nên tính sao. Anh và hắn, em chọn đi. Để tôi tính món nợ với bà. Hồng Kiều, tôi tổng cộng cứu mạng con trai bà 2 lần. Hắn cứu tôi 1 lần, còn nợ tôi 1 lần. Cha tôi luôn xem hắn như con trai ruột, không nỡ để hắn làm việc nặng nhọc gì. Hắn nói muốn đi khai diễn tìm các người, chúng tôi liền nhận chuyển lô hàng đi khai diễn. Mấy ngàn dặm đường cướp vậy mà đi qua. Còn sư huynh Bảo, có gì ngon cũng nhường hắn. Buổi tối để hắn ngủ bên đống lửa ấm nhất.
bà tưởng đưa vài đồng tiền thúi là được sao? Tôi không thèm. Hồng Kiều, tôi... Vậy cô Hồng Kiều, cô muốn cái gì? Tôi muốn mạng hắn. Sư muội, Hồng Kiều, buông ra. Buông ra, bỏ đào xuống. Bỏ xuống đi. Diều Tuấn Vinh, mấy người buông tôi ra. Sư muội, buông tôi ra. Mấy người buông tôi ra. Sư muội, dừng tay. Thu Vân, cô Hồng Kiều, xin cô bỏ đao xuống. Có gì chúng ta từ từ nói. Với hạng người như các người, chỉ có thể dùng đao nói. Chị tránh ra. Cô Hồng Kiều, tôi xin cô tha cho Tuấn Vinh. Nếu cô thấy không hả giận, cứ giết tôi đi. Quan có đầu nợ có chủ, tôi giết chị làm gì? Người tôi hận là Dư Tuấn Vinh. Thu Vân, Tuấn Vinh, cô nói đúng. Dư Tuấn Vinh, nếu anh là đàn ông, hãy giải quyết chuyện này như đàn ông. Vậy anh muốn sao? Quyết đấu. Quyết đấu. Nếu chúng ta đều không muốn từ bỏ, cách duy nhất chính là quyết đấu. Theo quy tắc của Thảo Nguyên, ai thắng, người đó dẫn Thu Vân đi. Như vậy đều công bằng. Công bằng? Mấy người công bằng với tôi không? Mấy người xem tôi là gì? Dư Tuấn Vinh, nếu anh là đàn ông, đi theo tôi. Anh Tuấn Vinh. Mẹ, mẹ yên tâm. Anh, em muốn đi đâu? Sư muội, em muốn đi đâu? Không đi đâu hết, đi chăn ngựa. Lát nữa anh đi. Cầm đao lên, như người đàn ông. Cầm đao lên. Không dám cầm chứ gì? Vậy thì cút đi cho sớm. Nếu không muốn cút, anh có thể ở lại uống rượu mừng của tôi và Thu Vân. Anh cảm thấy làm vậy công bằng với Thu Vân sao? Thu Vân nói không sai. Cổ không phải trâu bò gia súc, càng không phải chiến lợi phẩm của chúng ta. Cổ là phụ nữ. Anh hiểu không? Vậy tại sao anh lại đồng ý đứng ở đây? Tôi có thể đứng ở đây là muốn nói chuyện với anh. Diện cớ. Anh sợ rồi. Anh nghe rõ đây, tôi sẽ không quyết đấu như ý anh muốn. Rút đao ra. Đồ nhát gan. Tăng Vĩnh Khiêm, anh muốn sao cứ tự nhiên. Hôm nay anh không rút đao ra, anh phải mãi mãi rời xa Thu Vân cho tôi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể.
Dừng tay. Mẹ. Mẹ. Sao mẹ tới đây? Mẹ tới uống rượu mừng của con trai. Không ngờ nhìn thấy một trận quyết đấu. Mẹ. Người đàn ông đó, hắn muốn cướp A Hạ của con. Mẹ biết hết rồi. Tăng Vĩnh Khiêm, con là con trai của tộc Ma Thoa. Nếu như cô gái không muốn treo đao của con trên lưng cổ, con nên rời đi trong lễ độ, chứ không phải dùng đao. Nhưng mẹ, con yêu Thu Vân, con không muốn mất cổ, con sẽ mất tôn nghiêm. Con trai à, con nghe lời mẹ. Từ bỏ không có nghĩa con nhu nhược. Đi, theo mẹ trở về. Cô Hồng Kiều, sao cô ở đây? Đi theo em. Đi đâu? Đi Diêm Tân, quê nhà em. Diêm Tân? Đúng, không cần quản cha em và họ, ổng sẽ không tìm chúng ta. Anh theo em về Diêm Tân. Em muốn nói trước mộ mẹ. Con gái người sắp xuất giá. Hồng Kiều, tôi không thể đi với cô. Em hỏi anh lần cuối, đi với em hay ở lại? Tôi thật không thể đi. Vậy anh chắc chắn là mù rồi. Hồng Kiều, nếu làm vậy có thể hạ mối hận trong lòng cô, vậy cô cứ tự nhiên. Anh. Cảm ơn cô, Hồng Kiều. Đúng, tôi là chồng của cổ. Vì trong lòng tôi có một người để tôi lúc nào cũng nhớ tới, bận tâm tới. Đại ca, nói thật với tôi, Dư Tuấn Vinh đâu rồi? Dư tiên sinh đi Côn Minh rồi, cưỡi ngựa hay đi xe? Đi xe. Báo cáo lục soát hết rồi. Không có. Lục soát hết chưa? Lục rồi. Đi quán ngựa. Đi. Dư tiên sinh, mời. Ông chủ Khương, ông mời chúng tôi uống trà ở đây sao? Đúng là uống trà ở đây. Không cần đâu. Dư tiên sinh, mời. Dư đại ca, tính sao? Không sao, đừng sợ.
Các anh em, cạn nào, cạn. Ai là chủ? Tôi là chủ. Tôi là Sa Hổ. Ngủ lại hả? Ông chủ Sa, tôi không ngủ lại, muốn hỏi thăm một người. Dư phu nhân có ở đây không? Dư phu nhân, bà ấy đi rồi. Có thể hỏi bà ấy đi đâu không? Chuyện này tôi không biết. Ông chủ Sa, quả thật chúng tôi tìm Dư phu nhân có chuyện gấp. Cậu xem, ông sao vậy? Tôi nói ông bà ấy đi rồi, ông còn không tin tôi. Vậy nếu tôi đây, vậy đi. Nếu ông không tin, tự vào xem đi. Ông anh, ngồi xuống uống vài ngụm đi. Được thôi, uống một ngụm với ông chủ Sa. Tự rót đi. Ông chủ Sa, hân hạnh. Trấn trưởng Sa, hai mẹ con chúng tôi gây rắc rối cho ông rồi. Đừng có nói vậy mà. Nhớ năm xưa tôi và ông chủ Dư cũng từng gặp một lần. Ông là người trung hậu. Tiếc là vốn dĩ tôi muốn đón mẹ con bà qua đây ở một thời gian từ lâu, nhưng cô Bạch không đồng ý, nói hai người cũng là khách của cổ. Hôm qua Sa Hổ về nói có trộm vào quán ngựa, cứ đòi tôi đón hai người qua đây ở. Tôi nói được thôi, mau đón qua đi. Cũng may có Quý công tử, nếu không mẹ con chúng tôi đã mất mạng lâu rồi. Sa Hổ đúng là hiểu chuyện, suy nghĩ rất chu đáo. Đứa con này của tôi vốn là đứa con hư hỏng, làm tôi lo lắng không ít. Mấy hôm nay may nhờ cô Thu Dân chỉ dạy mới được bộ dạng như bây giờ. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Đúng đúng. Dư phu nhân, tôi muốn bảo gan hỏi một câu. Chuyện gì? Tôi nghe nói tên trộm đó tới nhắm vào bàn cờ. Nói tới đây, tôi cũng không giấu ông. Trước lúc cha Tư Nguyệt mất, quả thật có để lại bàn cờ, kêu tôi bảo quản cho tốt. Ông xem, không ngờ lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Vậy có thể đem ra cho tôi được mở mang tầm mắt không? Đương nhiên là được. Nhưng bây giờ nó không ở trong tay tôi. Bây giờ ở chỗ Tuấn Dinh. Vậy bây giờ cậu ấy, nó đi Côn Minh rồi. Ông chủ Trần đọc một lô giải nhuộm, nó đi giao rồi. Đợi Tuấn Dinh về, tôi sẽ để ông xem qua. Ông chủ Sa, rót cho cậu. Ông anh, xưng hô sao đây? Bên trong không có người. Ông chủ Sa, thật là ngại quá, tôi không làm phiền nữa. Tôi xin đi trước. Ông xem, tôi đã nói bà ấy đi rồi, ông còn không tin. Thật ngại quá, ngại quá. Vậy tôi không tiễn nữa. Các vị đi thông thả. Đại ca, tính sao? Nói với các anh em, lập tức lên ngựa đi về hướng Cô Minh, đuổi kịp không? Tôi nghĩ chắc không vấn đề. Chắc là tối nay họ ở đó. Chúng ta đi cả đêm không dừng gió ngựa, sáng mai sẽ tới kịp, đồng thời chặn họ. Nói với các anh em chúng ta đi. Nói đi, mấy người muốn làm gì? Dư tiên sinh, nói thật với cậu, tôi được người ta nhờ giả tới đòi cậu một món đồ. Vì mục đích này, các người đã phải dày công sắp đặt. Cứ xem là vậy. Nói vậy, thư của ông chủ Trần cũng là ông làm giả. Tôi đọc thư rồi, là nét chữ của cha tôi. Họ có thể giăng bẫy gạt chúng ta.
không thể nhờ người bắt chước giết thay sao? Xem như cậu thông minh. Vì món đồ này, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức. Dư tiên sinh, giao bàn cờ ra đi. Nói vậy, các người là thuộc hạ của Dương Thiên Khanh. Ông chủ của tôi lợi hại hơn Dương Thiên Khanh nhiều. Vậy sao? Vậy tôi cũng nói rõ với ông. Tôi cũng rất muốn có được bàn cờ. Tiếc là nó không có trong tay tôi. Được lắm. Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Mấy người muốn làm gì? Dẫn anh Tâm đi cho tôi. Dư đại ca, anh Tâm, đi. Dư đại ca, Dư đại ca, Dư đại ca, anh Tâm, anh Tâm, Dư đại ca. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Anh Tâm, anh Tâm, đứng im. Dư tiên sinh, cậu bạn nhỏ của cậu sắp tắt thở mất rồi. Ông thả cậu ấy ra, thả cậu ấy ra. Mời cậu ta về. Đi. Dư đại ca, cứu tôi. Giao bàn cờ ra đi. Bàn cờ không ở trong tay tôi. Trong tay ai? Trong tay Bạch Thu Vân, vợ sắp cưới của tôi. Vậy cậu lập tức viết thư cho cổ, kêu cổ giao bàn cờ cho tôi. Được. Nhưng tôi có điều kiện. Nói, điều kiện gì? Mấy người thả anh Tâm ra ngay. Không thể làm hại cậu ấy. Hơn nữa phải chữa trị cho cậu ấy ngay. Dư đại ca, cứu tôi. Được. Dừng tay. Thả anh Tâm xuống. Sao hả? Nên viết rồi chứ. Người đâu? Chuẩn bị bút mực. Dạ. Dư đại ca, anh Tâm, họ không làm khó cậu chứ? Không có. Bọn khốn này quá xảo quyệt. Ngồi đi. Lại gạt chúng ta. Nếu không, tôi cũng không chấp nhận điều kiện của chúng. Như đại ca, tôi nghe họ nói muốn cướp bàn cờ tổ truyền của nhà anh. Vì bàn cờ đó có thể giúp chúng tìm ra một kho báu. Kho báu? Vậy anh không thể giao cho họ. Bàn cờ trong tay Thu Dân, tôi đã viết thư để họ đi lấy rồi. Vậy tại sao anh làm vậy? Lúc đó tôi tưởng chúng đang hành hạ cậu, đang tra khảo cậu. Tôi sợ cậu không chịu nổi. Như đại ca,
Anh Tâm, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách trốn ra. Chẳng phải tên mặt sẹo đó hứa rồi chỉ cần lấy được bàn cờ sẽ thả chúng ta ra sao? Chúng ta còn có thể tin lời hắn sao? Chưa kể tôi nghĩ chắc chắn Thu Dân sẽ không dễ dàng giao bàn cờ cho chúng. Nếu như vậy Thu Dân sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao trốn ra? Uống đi. Tôi không ổn rồi. Cạn đi, cạn đi. Sao anh không uống nữa? Anh uống không vậy? Đau bụng. Đau bụng quá. Ai đang gào trong đó vậy? Đau bụng. Đau bụng quá. Đau bụng quá đi. Đau bụng quá. Đi. Uống đi. Đã nói anh không ổn rồi. Anh không tin. Đứng lại. Muốn trốn không nên dò hỏi tôi nhiều chuyện như vậy. Diễn giống thật. Đúng, ông chủ đã tính ra các người sẽ bỏ trốn từ lâu. Chị thả chúng tôi đi đi. Tôi sẽ kêu cha tôi trả chị rất nhiều tiền. Nhiều tiền hơn, tôi thấy cũng có mạng lấy không mạng xài. Mau quay về cho tôi. A Tâm, nghe chị ta. Với đại ca, chạy mau. Đừng hòng chạy. Người đâu, tới đây. Mau tới đây. Ai bắn súng? Đứng lại. Né đi. Đừng bắn. Đi. Đưa tôi, để tôi. Như đại ca, đỡ chút nào chưa? Không sao, bị thương ngoài da thôi. A Tâm, chúng ta không thể ở đây quá lâu. Cậu ra đường cái tìm chiếc xe đưa cậu về Côn Minh. Đi thôi. Cạn. Tuấn Vinh sao rồi? Đây là thư cậu ấy viết cho cô. Anh ở đâu? Đọc xong là cô sẽ biết. Thu Dân, người tới là bạn anh. Nhờ em giao bàn cờ cho ổng. Ổng có thể tìm được Ngọc Mông sư phụ trên phố Đại Lý, giúp chúng ta phá giải thế cờ trên đó. Tuấn Vinh. Cô Thu Dân, không nên chậm trễ, mau giao bàn cờ bạc cho tôi. Tôi nghe nói Ngọc Mông sư phụ này rất uyên bác. Ông thân với ổng lắm sao? Đương nhiên thân. Tôi thân thiết với cả nhà ổng. Chỉ có ổng mới có thể phá giải bàn cờ bạc. Sau khi giao bàn cờ bạc cho tôi, tôi lập tức đi đại lý tìm ổng.
Tuấn Dinh dặn như vậy, tất nhiên tôi sẽ làm theo. Xin đợi một lát. Thu Dân, nếu nói vậy, chắc chắn Tuấn Dinh trong tay họ. Hắn dùng Tuấn Dinh để giao dịch với chúng ta. Trong thư Tuấn Dinh nhắc tới Ngọc Mông sư phụ, thực ra vốn không có người này. Họ Khương đó còn ba qua với con, nói hắn rất thân với Ngọc Mông. Con nghĩ Tuấn Dinh đang ám hiệu cho chúng ta đừng giao bàn cờ cho hắn. Không giao bàn cờ cho hắn, nhưng lỡ như hắn ra tay làm hại Tuấn Dinh thì sao? Con cũng lo chuyện này. Nhưng nếu ảnh đã viết vậy, chứng tỏ ảnh có cách thoát thân. Lỡ không thoát thân được thì sao? Hắn ra tay hãm hại, vậy Tuấn Dinh sẽ nguy tới tính mạng. Tiền tài đều là vật ngoài thân, nhất định phải bảo vệ Tuấn Dinh bình an. Để đề phòng bất trắc, con đã chép lại hình vẽ trên bàn cờ rồi. Vậy tốt quá, con cứ giao bàn cờ cho tên họ Khương đó đi. Con phải nói với hắn, phải đảm bảo Tuấn Dinh trở về bình an. Con hiểu rồi. Vậy thì làm phiền Khương tiên sinh. Cô Thu Dân, cáo từ. Đợi đã, chừng nào Tuấn Dinh mới về được? Cô yên tâm, có cái này tôi bảo đảm ngày mai cậu ấy sẽ về. A Tâm, đưa cậu về tới nhà tôi yên tâm rồi. Đừng quên mượn cha cậu con ngựa giúp tôi. Tôi phải về Sa Khê ngay. Dư đại ca, vết thương chưa lành, anh ở nhà tôi mấy ngày đi. Không quản nhiều vậy được, tôi phải về ngay. Vậy đi thôi. Kẻ nào? Tránh ra. Chó khôn không cản đường. Chúng tôi là người, không phải chó. Mấy người muốn làm gì? Cần nói ông biết sao? Mấy người muốn làm gì? Giao đồ ra. Đồ gì? Bàn cờ. Bàn cờ. Đừng giả ngu nữa. Các người vừa lấy được bàn cờ từ tay Bạch Thu Dân. Mau giao ra đây. Đại gia, từ đây đi Kiến Xuyên đi đường nào? Quẹo phải. Đi bao xa? Khoảng 70 dặm. Có đường gần không đại gia? Có một đường núi rất khó đi, chỉ 40 dặm. Cảm ơn. Các vị hảo hán, chúng ta đều là người trong giang hồ. Tôi cũng được người khác nhờ cậy tới lấy món đồ này. Nếu mấy người lấy đi, tôi về không biết ăn nói sao? Ông bạn, chẳng phải vừa hay sao? Ông có thể không về nữa, đúng không? Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Một, nhìn thấy rồi chứ? Trong túi này có 200 đồng đại dương. Ông có thể cầm nó rồi đi ngay. Lựa chọn thứ hai, tôi tin ông là người khôn ngoan. Ông biết bản thân nên chọn gì? Vậy là đúng rồi. Phim được dịch Thuyết Minh. Cầm lấy. Tiếng tại phim TV. Ông bạn, hẹn gặp lại. Đi. Mong là Tuấn Dinh có thể bình an trở về. Nếu họ cần bàn cờ, bây giờ cũng lấy được rồi. Chắc không làm khó Tuấn Dinh chứ. Tư Nguyệt, ra xem thử. Anh,
Mẹ, chị Thu Vân, anh con về rồi. Tư Nguyệt, anh, mẹ, Tuấn Vinh, Thu Vân. Sao vậy? Không sao. Mau ngồi đi. Ngồi đi. Món đồ cậu muốn lấy được rồi. Cậu xem. Tốt. Sao lần này thuận lợi vậy? Lần này may mà tôi mua chuộc được tên nội ứng. Biết mấy hôm nay chắc chắn họ đi tìm Bạch Thu Vân lấy món đồ họ muốn lấy. Cho nên tôi và các anh em đã đi theo hắn, chặn hắn ở ngoại thành Lệ Thủy. Tốt. Nói với các anh em, đợi lấy được kho báu, ông sẽ trọng thưởng. Cảm ơn công tử. Kêu đàn em của anh giữ mồm giữ miệng một chút, không được tiết lộ nửa chữ, đặc biệt là bên chỗ cha tôi. Ai không quản được cái miệng mình, coi chừng đầu hắn. Hiểu rồi. Vậy tôi ra ngoài trước công tử. Cô Hồng Kiều, đừng sợ. Nhanh lên. Hồng Kiều. Hồng Kiều. Hồng Kiều đâu? Hồng Kiều. Anh nắm địa thế ở đây hơn. Anh đi tìm Hồng Kiều. Mau lên. Được.
người nổ súng. Bên kia, đi coi đi. Chú ý cảnh giác. Chú ý cảnh giác. Chuyện gì vậy? Bình Tam, Lão Ngũ, ai nổ súng vậy? Không phải tôi nổ súng đâu. Tiêu rồi, mau bắn yểm trợ đại ca. Người anh em cậu có sao không? Đại ca, em không sao, anh mặc kệ em, anh đi đi. Nhậm Nhí, những phút đoàn này là kẻ bỏ mặc anh em ở lại không lo sao? Tôi đưa cậu đi. Đại ca, đại ca, em đi không nổi đâu. Anh đi đi, im đi. Tôi không bỏ mặc anh em mình. Lão Ngũ, chúng ta rút thôi. Rút gì mà rút, đại ca còn bị kẹt ở trong đó kìa. Lão Ngũ, cậu coi kìa, nếu không chạy thì chúng ta không người nào thoát được đâu. Chạy gì mà chạy, người nào còn dám kêu chạy, đừng trách khẩu súng của lão tử vô tình. Bắn cho tôi, bắn. Đi. Lão Ngũ, đại ca, bọn em tới cứu anh đi. Cậu dẫn anh em rút đi. Không, em phải liều mạng với bọn chúng. Lão Ngũ, cậu liều mạng vô ích, mau rút đi. Đại ca, bọn em không thể bỏ mặc anh được đâu đại ca. Cậu phải giữ lại nồi giống cho sơn trại chúng ta. Rút mau. Rút. 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 Mau, mau lên. Đi, đằng sau theo lên. Mau. Các anh em, hết đạn rồi. Lên, mau. Đứng yên. Không ngờ phải không? Nhiễm Phúc Đoàn, đưa súng cho tôi. Bỏ dao xuống đi. Bình Tam, bỏ dao xuống đi. Đại Kim Nha, Dương Thiếu Gia, là anh. Muốn chém muốn giết cứ nhắm vào một mình Phúc Đoàn này. Anh em của tôi còn có mẹ già con nhỏ phải lo. Tha cho cậu ta con đường sống đi. Đại Kim Nha, dẫn anh ta vào nhà. Dạ. Các cậu giải anh ta về đi. Đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Thiếu gia, người dẫn tới rồi. Đại Kim Nha, anh đưa Mỹ Phượng về nhà đi. Dạ rõ, dẫn lên đây. Các cậu ra ngoài hết đi. Anh em tôi bị thương rồi, băng bó cho cậu ấy.
Cậu nói cái gì? Nhiễm Phúc Đoàn, cậu tưởng ở đây là sơn trại của cậu hả? Đúng không? Đại Kim Nha, làm theo lời anh ta nói. Dạ. Cảm ơn anh. Nhiễm trại chủ, tôi với anh không thù không oán, còn có quan hệ buôn bán với nhau. Nửa đêm nửa hôm anh dẫn người đột nhập vào nhà tôi, có phải quá đáng lắm không? Tôi muốn biết là kẻ nào sai khiến anh. Không ai sai khiến tôi hết. Vậy tại sao anh muốn giết tôi? Tôi không có ý định giết anh. Vậy anh tới đây làm gì? Vì bàn cờ thôi. Nhiễm trại chủ, anh cũng muốn phát tài sao? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Anh thử nói cho tôi nghe coi, có người nào không muốn phát tài? Làm sao anh biết bàn cờ đang nằm trong tay tôi? Tin đồn giang hồ, ai nói anh biết? Chuyện này tôi không thể nói với anh. Giang hồ có quy định của giang hồ, tôi không thể bán đứng bạn bè của mình. Anh không nói, tôi cũng nghĩ ra được là ai rồi. Không giấu gì anh, đúng là bàn cờ đang ở trong tay tôi. Nhưng là do ông đây tốn bao công sức khổ nhọc mới lấy được. Nó đã thuộc về tôi rồi. Anh tới cướp, có phải ngang ngược quá không? Tôi hiểu luật lệ giang hồ mà. Giờ tôi đã thất thủ rồi, thì tùy anh xử trí thôi. Chỉ có điều đừng làm phiền đám anh em của tôi. Bọn họ cũng chỉ làm theo lệnh của tôi thôi. Anh đoán tôi sẽ xử trí anh bằng cách nào? Tôi không đoán. Có làm có chịu. Thuận theo ý trời. Được lắm. Người đâu? Dạ. Chuyện gì vậy thiếu gia? Anh lập tức tới Túy ông Lầu mời ông chủ đó tới đây, kêu ông ta chuẩn bị sẵn một bàn tiệc. Tôi muốn đích thân mời Nhiễm trại chủ một ly. Chuyện này, thiếu gia, có phải cậu muốn đưa cậu ta lên đường không? Đúng. Dạ rõ. Ông xem. Phải nó không? Là nó. Trước đây tôi nghe sư phụ nói đây là A Long để lại cho sư nương. Lúc đó tôi còn nghĩ đây là món đồ gì mà quý giá như vậy. Nhưng sau đó Bạch Dương gia tới Sa Khê kể chúng tôi nghe lai lịch món đồ này, tôi mới biết đây là món đồ tốt. Sao cậu nghĩ tới chuyện bán nó cho tôi? Chẳng phải ông kêu tôi dò hỏi về nó sao? Hôm nay tôi đem nó tới cho ông, chỉ muốn đổi ít tiền mua căn nhà lớn cho sư phụ tôi, để ông ấy hưởng già. Cậu cũng hiếu thảo thiệt. Đây là thù lao của cậu, 500 đại dương. 500 đại dương? Nhiều vậy? Lần này đủ làm căn nhà lớn cho sư phụ rồi. Đúng vậy, sư phụ cậu có thể hưởng phước rồi. Cảm ơn ông.
Vậy tôi đi trước. Cảm ơn. Bảo Bảo. Bảo Bảo. Bảo Bảo. Ông chủ, hắn chết rồi. Cha. 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 Đây chẳng phải bàn cờ của nhà dưới đại ca sao? Sao lại ở chỗ cha? Con sai rồi. Bàn cờ của Dư gia cha chưa lấy được. Đây chỉ là bàn cờ nhà chúng ta để lại thôi. A Tâm, thật ra chúng ta là người nước này. Tổ tiên chúng ta vốn ở đây, sao trốn sang nơi khác làm ăn? Bàn cờ này ông con lúc lâm chung để lại cho cha. Ông con nói với cha, chỉ cần tìm được bàn cờ và yên ngựa khắc hoa này là có thể có được báu vật đó. Bây giờ tất cả đã đủ, chỉ còn thiếu bàn cờ của Dư gia. Vì có được báu vật đó phải giết nhiều người như vậy sao? Trước đây ở Trấn Minh Diễn sai người bắt cóc con và Dư đại ca là cha thật sao? Trước đây mọi chuyện cha nói với con đều là đang gạt con. Cha nói đi. Nói con biết. Để con biết sự thật. Đúng. Là một tay cha sắp đặt. Cha muốn có được bàn cờ của Dư gia. Kêu con học nhuộm với Tư Nguyệt cũng là một phần trong kế hoạch của cha. Cha muốn lợi dụng con đi tiếp cận Dư gia. Con đã giúp ta không ít. Lần này kêu con đi cũng muốn để con gạt bàn cờ trong tay Dư đại ca. Đúng. Cha muốn con nói với hắn, con đã tìm được bàn cờ còn lại. Kêu hắn đem cái của hắn qua đối chiếu với con. Cha nghĩ hắn sẽ tin. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Cha đã nói từ lâu, từ nhỏ con quá đơn thuần, quá lương thiện. Con không biết trên đời này muốn làm nên chuyện lớn thì phải không từ thủ đoạn, bao gồm bắt cóc con trai mình, tống chị Thu Dân vào tù, truy sát Tuấn Vinh đại ca, giết Bảo Bảo lương thiện. Đây chính là không từ thủ đoạn mà cha nói sao? Đúng. Cha muốn có được bàn cờ, có được báu vật đó, hoàn thành ước mơ nhiều năm của cha. Còn phải khiến giấc mơ của cha mãi mãi không thể thành hiện thực. A Tâm, A Tâm, con nghe cha nói. Con không nghe.
con hận cha. Con phải nói hết với Dư đại ca tất cả mọi chuyện cha đã làm. A Tâm, đứng lại. A Tâm. A Tâm. A Tâm. A Tâm. A Tâm. A Tâm. Mới sáng hắn đã vào quán cà phê, giam mình trong đó cả ngày không ra. Ra rồi. Đi. Bám theo. Tư lệnh Dương, Tam công chúa nước Nam Chiếu không chỉ là anh hùng trong lịch sử của tộc Bạch và tộc Tạng, cũng là nữ thần trong lòng nhân dân các tộc khác. Tin là đợi tượng thần xuất hiện, chắc chắn sẽ kinh động thế gian, vạn người bái lạy. Nay là loạn thế, giang sơn tổn hại, nên giơ cao tượng thần như ngọn cờ, đoàn kết các tộc, bảo vệ nước nhà. Mong tư lệnh nhân từ trung nghĩa, chung tay bảo vệ báu vật. Cuối cùng ông dẫn tới. Mời vào. Dư Tuấn Dinh, mau giao bàn cờ ra. Bàn cờ này của tôi có ích gì? Chắc ông rất rõ. Phải ba món hợp một mới hữu dụng. Tôi đã có hai món rồi. Sao ông có được? Cậu không cần biết. Mau giao nó ra. Đứng im. Món đồ đó đã khóa lại. Tôi phải lấy chìa khóa.
Từ nhỏ tôi đã thuộc lầu Kỳ Phổ Cổ, đã ghi khắc trong lòng thế cờ Nguyên Ương này từ lâu. Dư Tuấn Dinh, bây giờ tôi không cần cậu nữa. Đi tìm A Tâm đi. Quả nhiên là ông. Đây đúng như cha tôi thường nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ ở sau. Chính là ý này. Dư thiếu gia, hắn không cần anh, tôi cần anh. Làm phiền, dẫn đường đi. Mỹ Phượng, cất đồ đi. Đi. Alo, Tư lệnh Dương. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đây là bản đồ Trần Tử Đình vẽ lại từ yên ngựa khắc qua. Là chỗ này. Ở đâu? Ở đó. Đây chỉ là kinh đường. Ở trong kinh đường. Lối vào đâu? Lối vào họ Dư kia. Anh là chuyên gia, mau tìm. Mau lên. Chắc là ở dưới này. Anh, vào trong. Mau lên. Mau lên. Đi. Mau. Tay chân lên lẹ một chút. Mau lên, mau lên.
Đi. Mau lên. Tránh ra. Đi. Tránh ra. Lùi ra sau. Đừng đụng vào. Mỹ Phượng. Mỹ Phượng. Mỹ Phượng. Anh. Qua đó. Chắn ở đó. Mau lên. Dương Thiên Khanh. Dương Thiên Khanh. Đừng nói nhảm nữa. Mau chắn ở đó. Mau lên.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đi. Tất cả tránh ra. Không tránh ra tôi giết hắn. Thu Dân, anh không sao chứ? Không sao. Tư lệnh Dương, lệnh công tử, tư lệnh Dương, cảm ơn ông. Rất lâu về trước, quốc vương của nước Nam Chiếu có một người con gái vô cùng thông minh xinh đẹp. Mọi người đều gọi cô là Tam Công Chúa. Thời điểm đó, biên cương của nước Nam Chiếu mỗi năm đều phải cùng dân tạng đánh nhau vì lương thực và ngựa. Rất nhiều người phải chết. Tam Công Chúa
nhìn thấy con dân mình phải mất đi người thân, đau lòng không kìm được nước mắt. Về sau, cô kiên quyết làm đại sứ hòa thân, xuất giá tới đất Tạng xa xôi, còn đem rất nhiều ngựa, trà cho dân Tạng. Từ đó về sau, dân Tạng và nước Nam Chiếu mãi mãi kết minh hòa hảo. Tam công chúa không chỉ là anh hùng của chúng ta, còn là nữ thần phù hộ Mã Bang chúng ta bình an cát tường, trên trà mã cổ đạo lặng lẽ bảo vệ chúng ta. Cho nên đội ngựa mỗi khi xuất phát đều phải bái lạy hòa tượng của Tam công chúa, cầu khẩn được người phù hộ. Chẳng phải là chết sao? Ai sợ chứ? Đừng đụng vào tôi. Anh thay bộ đồ này, em không nhận ra luôn rồi. Đẹp không? Vừa rồi anh tự soi gương, đứng nhìn cả buổi. Xem ra đàn ông vẫn phải mặc quân phục, càng ra dáng đàn ông. Bây giờ anh đã thành một quân nhân rồi, phải xứng với bộ quân phục trên người. Đương nhiên, nhiễm phúc đoàn quy chấn trà mã cổ đạo, lúc bảo vệ nước nhà cũng quyết không thể hàm hồ đầu. Chừng nào anh xuất phát? Ngày mai. Sáng mai đi sao? Sáng mai anh đưa các anh em xuống núi, đi trung đoàn đồn trú Nguy Sơn tham gia đại hội tuyên thệ xuất chinh. Lần này anh ra trận, không yên tâm nhất là em và con chúng ta. Anh không cần lo gì hết. Phải rồi, anh mua khóa trường thọ cho con trai chúng ta. Còn có một đôi giày đầu hổ, đẹp không? Em cười cái gì? Nó vốn không mang được giày này. Vậy sao? Vậy anh đi đổi đôi lớn hơn. Anh ngốc hả? Giày này phải đứa bé 3 tuổi mới mang vừa. Em bé mới sinh chân đâu có lớn như vậy. Mua lớn hả? Anh còn tưởng là mua nhỏ. Đợi lúc con chúng ta có thể mang giày này, chắc anh cũng đánh trận về rồi. Tới lúc đó, anh tự tặng nó. Đợi đuổi hết bọn quỷ, anh lập tức trở về. Một nhà ba người chúng ta đi tìm một nơi đầy hoa đào ở. Anh lên núi khai quang trồng trọt, em ở nhà kéo sợi dệt vải, để tiểu phúc đoàn của chúng ta đi học con chữ. Anh phải sống sót trở về. Yên tâm, đầu của chồng em cứng như sắt, đạn không dễ bắn vào được. Anh đừng nói lung tung như vậy. Đây là ngân phiếu 5.000 lượng. Phim được dịch, cô nhận đi. Ông đưa tôi làm gì? Ông giữ chẳng phải cũng vậy sao? Chưa kể, ông cũng biết
Con người tôi trước nay không thích đụng vào tiền, nhưng tôi phải dẫn đội quân đi tiền tuyến tập kết. Ông đi rồi đâu phải không về? Không, lần này đi lành ít dữ nhiều. Tại sao? Lần này đánh trận với người Nhật, tôi đoán thế trận sẽ rất kịch liệt. Là một quân nhân, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tử trận xa trường. Nhưng cô còn quá trẻ, sau khi lấy tôi chưa từng được sống yên bình. Chút tiền này cô cầm lấy, cô đi đi. Tôi không đi. Tôi cũng không cần. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Tôi không đi đâu hết. Tôi sợ tôi đi rồi cô sẽ chịu thiệt thòi. Tư lệnh, ông không cần lo chuyện này. Thạch Lựu tôi là người từng chịu khổ. Nói câu khó nghe, lỡ như ông có mệnh hệ gì, vậy tôi sẽ về quê. Thạch Lựu, có câu này của cô, tôi yên tâm rồi. Đại hội tuyên thệ xuất chinh của quân Nghĩa Dũng Nguy Sơn kháng Nhật. Để bày tỏ lòng kính trọng với các chiến sĩ nghĩa dũng kháng Nhật, tôi xin thay mặt Thương hội Nguy Sơn, tất cả thương nhân người Hán, quyên tặng 10 vạn đại dương. Cảm ơn. Tôi thay mặt người Di ở Ô Thanh, quyên góp 50 lạc đà và ngựa. Thảo Nguyên Khoa La chúng tôi 200 con ngựa, 200 người tham gia Đại Mã Bang chi viện kháng chiến. Hay, hay lắm. Hay. Nước nhà Lâm Nguyên, con dân cùng gánh. Nhiễm Phúc đoàn tôi thống lĩnh toàn thể anh em Hắc Phong trại 280 người tham gia cách mạng, gia nhập trung đoàn đồn trú. Từ hôm nay tôi sẽ cùng Tư lệnh Dương tiến ra tiền tuyến kháng Nhật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ quyên góp toàn bộ tài sản 3 vạn đại dương. Hay. Thưa bà con đồng bào các tộc, cảm tạ mọi người đã chi viện và yêu mến đội quân chúng tôi. Tôi đã nhận được lệnh 5.000 quân nghĩa dũng của trung đoàn đồn trú trực thuộc quân 60 quân cách mạng quốc dân. Sau khi tập kết, lập tức tiến về Đại Nhi Trang chiến trường chính ở Sơn Đông. Tôi sẽ đích thân thống lĩnh đội quân ra trận để bày tỏ quyết tâm dũng cảm chiến đấu, tử chiến xa trường, yên ngựa bọc thay. Tôi mời người là một cổ quan tài, không tiêu diệt kẻ xâm lược, chưa đánh thắng trận quyết không trở về. Đánh đuổi quân Nhật, trả lại Giang Sơn. Đánh đuổi quân Nhật, trả lại Giang Sơn. Đoàn kết kháng Nhật, bảo vệ nước nhà. Đoàn kết kháng Nhật, bảo vệ nước nhà. Cầm đi, để ăn trên đường đi.
Lão Hải, nhớ đó, đừng làm tôi mất mặt. Sao có thể chứ, yên tâm đi. Tư Nguyệt, đợi anh về. Sa Hổ, trên đường chú ý giữ sức khỏe. Dạ. Cha, cha bảo trọng nha. Con cũng phải tự lo cho mình. Hồng Kiều ở đây, anh yên tâm đi. Có em rồi. Đại Mã Bang Dân Nam, Tạng, Hán. Đại Mã Bang, chi viện vật tư cho tiền tuyến kháng Nhật của Thương hội Nguy Sơn Dân Nam tập kết xong. Bây giờ bắt đầu nghi thức nhận cờ. Phim được dịch thuyết minh và lồng chú bạn phim TV bảo trọng. Thu Dân, đánh chiên xuất phát đi.